こんにちは。こんにちは。かわいいですね。ありがとうございます。Hello, em xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Hôm nay thực sự xin lỗi mọi người, hôm nay là ngày nghỉ nhưng mà không mình chưa đi xem đồ, mình chưa đi quay đồ cho mọi người xem được. Vì hôm nay có một ông người Nhật, ông ấy làm cùng với ông ấy hẹn đi đi ra biển để đi ra biển để bơi ấy, mọi người ạ. Thì hôm nay không có hàng hóa gì cả mọi người ạ. Thì hôm nay mọi người cảm nhận một chút về cái cuộc sống với cái phong cảnh ở bên Nhật này nó như thế nào mọi người nhá. Đây, đi từ cái nhà trọ, cái nhà nghỉ mà em đang ở ấy, thì đi ra đến đây cũng phải mất 40 phút đấy mọi người ạ. Vừa vào gửi xe ở cái bãi đậu xe ở đây, xong bây giờ đang đi ra biển. Mọi người cùng theo dõi cái video hôm nay cùng với lại em nhá. Để thử đi khám phá ở đây xem nó có cái gì không. Đây em nghĩ là đang đi thẳng cái con đường này ra kia là biển kìa. Là bãi biển, bãi bơi ấy. Ở đây đang là ở cái tỉnh Miyazaki, như ở Việt Nam mình ấy, là ở Việt Nam mình là ở mũi Cà Mau ấy mọi người ạ. Đây cũng thấy mọi người cũng ra biển nhiều này. Hôm nay là chủ nhật, hôm nay thứ bảy mà thời tiết nó cũng đẹp ấy. Mọi ngày được nghỉ thì cứ ở trong phòng mới đi quay video về, xong rồi là làm video ấy, nó cũng mệt đấy mọi người. Hôm nay được đi picnic này một chút để cho nó thoải mái. Bây giờ là phải đi ra biển trước, tí nữa đi lên đây thì mới xem được những cái hàng hóa ở đây cho mọi người xem nhá. Mọi người cứ cảm nhận một chút về cái phong cảnh với lại cái khu vực này một chút nhá. Hôm nay trời nắng này, không biết là quay video này nó có ảnh hưởng gì không. Phản nắng. Đây là những quán ăn này. Đây là những cái quán, đây người ta cũng đang căng phông căng bạt lên đây để người ta làm bán đồ cho người đi du lịch ra đây ấy, mọi người. Video hôm nay em có lẽ em làm hơi dài dài một chút để mọi người cùng ngắm cảnh ở đây cùng với em nhá. Làm ở đây làm cùng với ông người Nhật này thì ông ấy cũng có sở thích là đi ngắm cảnh nên mọi người ạ. Nên là ông ấy cứ thỉnh thoảng cứ rủ đi. Hôm nay là đúng ra là định ở nhà để làm video để nói chuyện với mọi người một chút về cái hàng hóa ở bên Nhật này, nhưng mà ông ấy cứ vào ông ấy rủ đi thế nào, nên lại phải đi thôi. Mọi người cùng cảm nhận ở cái bãi biển này nhá. Em thì cũng ít khi được đi như thế này lắm. Đây, ở đây là cái chỗ nghỉ, người ta cũng để ô để dù ở đây này. Nghỉ này. Bãi biển đẹp lắm mọi người ạ. Bãi biển quá đẹp luôn này. Ở cái tỉnh Miyazaki này nó ít dịch bệnh lắm mọi người ạ. Nó ít Covid lắm, ở đây chỉ có mấy chục người thôi. Họ đi picnic quá trời luôn mọi người ạ.
đây bây giờ cầm quần đùi mới lại khăn mặt mới lại mọi thứ là ra đây là đang giải bạt ở đây, đang để đi xuống biển bơi này. Xin tổ sáng cho tổ. Nói đó. Ai sát chú ý ra? À, tổ bộ. À, nó... 泳ぎ行ってもいいけど 1人必ずここにいなきゃダメね お金取られちゃうから あ、そうですか ズンバンですか だから 2人行って 俺1人残って はい だ 絶対誰もいなくなるのはダメ あ、はい 盗まれちゃう はい Đây bây giờ là đi 交代で はい わかりました Đây mọi người đây thì đi có một cái bạn này thì cũng thỉnh thoảng bạn cũng vào video của mình là bạn em chào mọi người cái đi. Vâng, em chào tất cả mọi người nha, em tên là Hùng. Em lâu nay vẫn đi cùng bác Tiệp, nay đi ra biển cùng với bác ấy. Bây giờ mới đến nơi, nhưng mà ngoài biển nắng nóng quá, cháy cả người ta. Đây bây giờ để đồ đạc ở đây thì phải một người ở đây trông, xong này là hai người đi ra kia bơi. Đây người Nhật đây mọi người, người Nhật người ta cũng rất hay xăm chỗ này nhá. Rất thích xăm chỗ. Kia kìa. Đấy. Gái Nhật đấy mọi người. Cô đấy là ăn được không? Bù là tránh nắng đấy anh. À, sao cả. Đang xịt kem chống nắng đấy mọi người. Thấy sợ chưa? Mình nhìn thấy ở đây có hai cái bạn nữ này, mình ra mình hỏi chuyện, nói chuyện đấy. Mấy bạn nữ người Nhật này xem thế nào nhá. ちょっとすみません。すみません。ちょっと今YouTubeを歌ってますけど、ベトナムから来ました。ベトナム人は日本の女の人は好きですね。ありがとうございます。先生、皆さんはここに住んでますか？あ、はい。近くに。近く、町の方です。綺麗ですね。 綺麗ですよね。皆さん今勉強しますか？仕事ですか？仕事の方です。あ、仕事してます。私は東京から来ました。東京で仕事して、でも現場は色々ところありますから、ここに3ヶ月ぐらい仕事してます。 仕事をしながらちょっとYouTubeやってます。こんにちは。こんにちは。可愛いですね。ありがとうございます。皆さん結婚していますか？まだです。名前は何ですか？名前は春です。春ですか。ミアです。はい。皆さん。 やっぱベトナムの方が暑いですか？あ、このぐらいですね。天気は。暑いです。でも日本と日本の文化とベトナムはちょっと同じぐらいですね。あ、そうなんだ。じゃあ今日日本語お上手ですけど。いや、あんまりまだわからない。ええ、全然すごい流暢に。いいですか？すごい。すみません。ありがとうございます。 宮崎に来てどうですか？東京と違ってやっぱちょっと田舎だけど。なんか方がいいと思いますよ。ここはコロナはあまり少ないね。そうですね。人がまだ東京より少ないからね。そうですね。東京はコロナいっぱいですね。多いですね。だから海に来やすいよね。ですね。日本人な。 日本人女の人は初めて。あ、そうなんですか。喋っています。そんな勇気のあること、すごい。すごい。頑張っています。すみません。すごい。楽しそうだね、YouTube。YouTube、本当。大丈夫ですか？はい。はい。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。すみませんですね。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございます。Vừa ấy dùng một tí kiến thức tiếng Nhật vừa ấy dùng hết can đảm để đi ra đây nói chuyện với lại hai em người Nhật để mọi người cảm nhận một chút về con gái Nhật đấy mọi người. Bây giờ cùng đi bơi thôi mọi người ạ. Mình ra đây mình bơi một chút. Vừa ấy đấy mình mặc cái quần kiểu quần xịt bên trong ấy mà mình định cởi ra đây. Mình định cởi ra để mình ra đây tắm ấy, nhưng mà ông người Nhật ông bảo là mặc cái này nó kiểu nó hên tai đấy. Thế lại phải mặc cái quần short ấy mọi người ạ. Này mặc quần short đây, đây tắm một tí lên bờ kia lại mua cái quần khác. Hôm nay được đi bích lích ra biển này thật là thoải mái mọi người ạ. Bao nhiêu cái mệt nhọc với lại cái check trong công việc ấy ra đây. Mọi người cũng thỉnh thoảng cũng đi tắm biển rồi đi du lịch một chút để cho nó thoải mái đó mọi người nhá. Hình như từ hồi sang Nhật đến giờ đi ra biển lần này là lần thứ hai thôi mọi người ạ. Mấy năm rồi nhưng mà lần này chắc là lần thứ hai. Tại vì đi làm nó cũng không có thời gian đấy mọi người. Mà ở Tokyo thì biển nó lại ít. Bãi biển này ít. Ở đây mình thấy có một người này người ta để một cái thang lên, người ta đứng ở đây để người ta quay mọi người. Quay ra mà có ai bị đuối nước ấy là người ta có cả ống nhòm đấy mọi người. Đây thì em qua bãi cát thì rất đẹp luôn ấy. Đây ở đây người ta cũng bày những cái ô ra để người ta lấy tiền đấy mọi người. 200 yên 40.000 ngồi khoảng mất ngồi khoảng 1-2 tiếng gì ấy. Những cái ô ngồi đây phải trả tiền. Đi dạo dạo quanh đây xem đồ một chút mọi người ạ. Vừa ấy tắm biển bây giờ đang đầy lắng này. Lắng không có chỗ chúi luôn mọi người ạ. Đây có mấy cái cây bán nước tự động ấy mọi người. Mình vào đây mua một cái chai nước uống. Ở bên Nhật thì chỗ nào người ta cũng đặt những cái cây bán nước tự động này. Ở công trường mình lao động người ta cũng đặt một cái cây như này để
mua rất là tiện mọi người. Tiền xu mọi người, tiêu tiền xu rồi. Một chai nước, một lon nước thạch dừa. Ở đây người ta tắm xong người ta ăn lên đây vào chỗ tráng nước ấy mọi người. Bao giờ về Việt Nam, bao giờ về Việt Nam có dịp mình sẽ đi ra biển Đầu Sơn, quê Hải Phòng của mình quay cho mọi người xem nha. Về Việt Nam rồi mình sẽ đi đến nhiều nơi để mình quay cho mọi người xem. Nếu mà còn sức khỏe mình sẽ đi nhiều nơi mình quay cho mọi người xem. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ mình, theo dõi mình nha. Hy vọng rằng qua những cái video này có thể mang lại cái năng lượng gì nó tích cực cho mọi người. Thực sự rất vui được làm quen tất cả mọi người ấy. Bây giờ là đang là 12 giờ trưa mọi người. 12 giờ trưa rồi. Mình vào đây mình ngồi nghỉ, uống hớp nước. Ở đây tất cả những cái này là người ta phải trả tiền, người ta ngồi ở đây mọi người, những cái trại này. Mời mọi người uống nước nhá. Tuyệt vời, hôm nay mọi người cảm nhận một chút về biển. Tuy rằng không ở quê hương mình nhưng mà mình đi đâu mình cũng quay lại để mọi người nhìn xem ở ngoài người ta có những cái gì, có những cái hàng hóa gì, có những phong cảnh gì thì mình đi mình quay lại thôi. Thời gian nó trôi đi cũng rất là nhanh nên là những cái kỷ niệm này không giữ lại thì cũng không có mọi người ạ. Tuyệt vời. Vừa vào định mua cái quần 400.000 ấy, nhưng mà thôi bây giờ cái quần này nó khô rồi mọi người ạ. Đi lắng một chút nó khô rồi, thế là thôi. Hai sen là cũng được hai bữa ăn đấy mọi người. 400.000 ở đây cũng được hai bữa ăn. Hôm trước có một bạn ấy nhắn tin, bạn em bảo là anh làm về cái tính cách của người Nhật ấy. Tính cách của người Nhật thì hôm nay mình đi cùng với ông người Nhật ấy, thì ông ấy làm ở trong công trường ấy. Có một ngày nào đó mình sẽ làm về cái chi tiết hơn để cho các bạn mà đi sang bên Nhật này, các bạn hiểu thêm về cái con người của Nhật Bản này, để mình dễ làm, dễ tiếp xúc với mọi người hơn ấy. Để tránh những cái va chạm mà để cho mình áp lực trong công việc là mình sẽ bị chép. Mình chuẩn bị được những cái tinh thần đấy thì mình sẽ làm việc mà sinh sống ở bên này nó tốt hơn. Mà tốt nhất là mình ở bên này cũng chỉ vài năm thôi, thì mình cố gắng mình kiếm tiền để về Việt Nam mình xây dựng cái gì đó thì nó sẽ tốt hơn. Chứ ở mãi bên này nó buồn lắm mọi người ạ, chán lắm. Xa gia đình, xa bạn bè là không thể sống lâu được. Hôm nay video này chắc là mình cũng tạm dừng ở đây thôi mọi người ạ. Hẹn mọi người ở các video sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mình đăng lên mọi người nha.
cảm ơn mọi người rất nhiều. Nó mua quần đùi đùi này mà 400 nghìn một cái quần đùi này mọi người. 2 sen 1. Khu du lịch đó mà là đồ gì cũng đắt đấy mọi người. Thấy bán những cái đồ chơi, đồ gốm, đồ biển đấy mọi người. Ở đây tham quan qua tí xem nào. Đây ở bên Nhật người ta hay có những cái đồ gỗ, cái đồ gốm, đồ đất này. Con rùa này thật đấy mọi người. Con rùa rùa thật này. Còn cái xác không. Đây đồ đất, đồ gốm. Túi sách làm bằng lá, làm kiểu bằng lá cây mới lá cọ mọi người. Kimono đây mọi người, kimono Nhật Bản này. Những cái quần áo kiểu ngày xưa này. Xem mấy con sò này nhìn hay phết đấy mọi người. Nhìn mấy cái đồ này thích thật đấy. San hô mọi người. San hô này. 1 sen 1800. Đấy có 800 yên thôi. Còn cái kia 1800 yên đấy không nhìn nhỉ. Đây có cái con thuyền san hô này đẹp chưa mọi người này. Đấy. Một man rưỡi. 15.000 yên. Người ta bán kem với lại bán đồ ăn đấy mọi người. Đây là hamburger này mọi người. Hamburger. Đây là những cái đồ đồng này. Đồ chơi. Đồ trưng bày. Ở bên Nhật mình thấy có rất nhiều những cái cổ cổ này nhá. Cái điện thoại cổ cổ này.